hỗ trợ tối đa cho Việt Nam thông qua các hoạt động viện trợ, nhượng lại vaccine, chia sẻ công nghệ sản xuất vaccine phòng COVID-19, cung cấp trang thiết bị y tế, điều trị bệnh COVID-19 và chia sẻ kinh nghiệm trong ứng phó với đại dịch. Về vấn đề này, Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là cái lỗ này. Và cái này nó sẽ xuyên qua này. Đây là cái lỗ nó sẽ xuyên qua. Hai nhá, cái này nó sẽ có 2 giây. 1 2. À, cái này sẽ cuốn 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 vòng qua đây rồi nó sẽ cuốn cuốn quấn. Và chỉ đơn thuần là một cái cuốn qua cũng được. Giờ nó sẽ phải móc qua một cái dây như này. Nó sẽ móc qua cái quai ở đây. Đây là cái này nhá, nó sẽ có hình như thế này. Cho cái lỗ ở đây. Đấy, và cái dây này nó sẽ móc qua. Nhưng mà cái dây này đang bị to quá. Đấy, với cả nó sát hơn nữa. Em xem những cái khoảng cách của nó từ đây ra đây này. Trong cái này nhá, của nó gần như nó xít nhau. Em tưởng như cái dây điện thoại ấy, nó gần như là xít nhau. Cái khoảng cách giữa những cái dây này, nó chỉ bằng khoảng 1/3 của cái dây thôi. Đấy, khoảng cách 1/3. Đấy, tức là một cái dây như thế này thì khoảng cách của nó chỉ khoảng 1/3. Đấy, tức là nó sẽ sát nhau như thế này này. Đấy, còn của mình nó đang bị rộng quá, nó đang bị giãn. Nó phải cỡ như này. Đấy, tức là cái dây này. Để những cái này anh phải làm rời hết ra, cứ làm rời hết ra nhá, làm càng rời càng tốt. Separate. Cái này đang lơn lồi quá. Cái này nghiên cứu em phải tham khảo một số cái mắt kính ấy. Cái này nó giống như kiểu cái kính bơi ấy. Đấy, em để cái này thì làm sao nó ôm được vào mắt. Để cái này làm sao nó ôm vào mắt. Cái phần đầu của mình như thế này. Đấy, như thế này này. Đấy, nó phải như thế này. Đấy, và cái này nó sẽ bắt qua. Đấy, cái này nó bắt qua. Đấy, nó phải ôm vào đầu chứ. Như thế này làm sao nó đeo được vào mắt. Này, nó sẽ form gần giống như này. Đấy, nó sẽ vòng qua. Cái kính nó sẽ kiểu kiểu như này này. À, nó phải ôm vào đầu. Và chỗ này nó sẽ mỏng thôi. Chỗ này sẽ mỏng thôi. Và chỗ này sẽ rất là dày. Rồi.
Đây, nó sẽ có hình như này. Giờ đầu tiên phải cho nó thẳng lại đã. Nghĩ này em cứ lên cho nhiều lưới một chút được, không sao đâu. Ok, cái cấu trúc mắt của nó này, nó sẽ còn cái lớp nữa ở ngoài này. Đấy. Đấy, sẽ làm một bên thôi. Em thấy nhá, nó sẽ còn cái lớp bên ngoài này nữa. Mình sẽ duplicate cái phần này ra để cho nó ôm vào đầu luôn. Ctrl E ấn cho nó thấp xuống. Này đang hơi dày này, đang hơi dày. Rồi, giờ tiếp theo đến phần này. Rồi, đến đây thì ok rồi này. Để bắt đầu mình ngồi mình làm tiếp này. Đấy, nó sẽ có một cái phần này như thế này. Deform này. Latitude 3. Search delete history. Rồi, ok. Rồi mình sẽ làm cho nó một cái lỗ ở đây, hai cái lỗ ở hai bên. Hai cái lỗ ở hai bên. Multi cut này, giữ control. Click đúp này, bevel cho nó. Rồi. Đấy, ngang mắt này. Ngang mắt. Đấy, và nó sẽ rơi ở đoạn dưới này. Đấy, nó rơi ở đoạn dưới. Đấy, tức là cái này nó sẽ ở dưới này. Xóa đường ở giữa đi. Control Backspace.
tương tự bên này cũng thế. Nhưng cái này thì ở ngang này. Một cái đường này nó sát gần đây một chút. Chó lùi lại một chút. Rồi. Rồi chọn hết tất cả này. Đây, sang mặt đằng sau của nó đã. Delay history này, control E. Ấn cho nó âm xuống. Ấn Q. Chọn hết cả inverse lại. Control backspace xóa đoạn trong rồi đi. Ấn 3 để check. Ok. Cái chỗ này mình sẽ cần phải chặn lại này. Bevel. Ấn 3 kiểm tra. Ok, chỗ này bị nát này. Mantin cắt giữa control. Connect cho mấy đường bên trong này vậy. Mantin cắt này, cho thêm một đường nữa ở đây. Này hơi ít lưới. Cái này hơi bị ít lưới đáng nhẽ lúc đầu mình phải cho nhiều lưới một chút.
Ôi, anh sẽ xếp đây, anh nghĩ này được rồi, chả cần thêm. Đó. Cái vạch này thì mình sẽ vẽ ở trên ZBrush nhé. Còn cái vệt này chắc là sau mình vào ZBrush xong rồi mình mài bớt nó đi để nó âm xuống là được. Cái này cho nó bé lại này. Cái này lười ít quá. Combine này, mirror, à, còn cái này không phải là nó sẽ có hình như thế này đâu, nó sẽ bắt từ trên này này, nó bắt xuống này, nó phải bám theo cái cổ của nó nhé. Để có được cái cổ này em import cái con bay của em vào đây. Bay tít ở trên này này. Ctrl G. Cái này nhá, dọc xuống này, nó ăn vào cái phần giữa dây này. Đấy, thì mình sẽ phải luôn tính theo cái tỷ lệ của nó. Tỷ lệ giữa các bộ phận. Rồi, cái này dọc xuống này, nó sẽ ăn vào cái phần ngang cổ này. Cái phần áo này đang hơi sai này. Cái này nó chỉ trên cái xương quai xanh, cái nó về ngay dưới xương quai xanh một chút thôi. Đấy, xương quai xanh ở đây. Đấy, cái áo này một chút thôi, áo này của em nó hơi trễ. Đấy, thôi rồi, thế này thôi được rồi. Đấy nhá, thì nó sẽ rơi vào tầm như này. Đấy. Đó, như này. Đấy, bây giờ mình cũng phải căn cả cái đầu. Anh nghĩ cái mắt này chuẩn nhất là phải ướm thẳng vào cái mặt đấy luôn ấy. Đấy, okay. Ra còn cái dây này nhá. Cái dây này em phải làm lại nhé. Đấy, cho nó uốn rồi. Đấy, cái dây phải làm lại nhé. Cái này em để đoạn tầm tầm như này này. Đấy, cái đoạn dây này này. Dây này nó mắc vào này. Dây này nó mắc vào. Đấy, nó sẽ mắc vào như này. Xong đoạn sau mình xóa đi. Sẽ như thế này, nó sẽ mắc vào. Ok, phải bắt cái kính nhá.